Thị trưởng Hồng Kông biện hộ cho quyết định của Bắc Kinh, cũng tin từ Hồng Kông. Hành chánh trưởng Lương Chấn Anh đã lên tiếng biện hộ cho quyết định của Bắc Kinh. Ngày hôm qua 31 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng đã thông qua quyết định chỉ cho phép 223 ứng cử viên ra tranh cử chức vụ hành chánh trưởng Hồng Kông vào năm 2017. Sáng nay, xô xát đã diễn ra tại cổng vào một trung tâm trong thành phố trong lúc một viên chức cao cấp Trung Cộng giải thích quyết định của Bắc Kinh. Cảnh sát đã xịt ớt cay để giải tán người biểu tình bên trong và bên ngoài trung tâm. Những người lãnh đạo phong trào chống đối được đặt tên là chiếm cứ trung tâm đe dọa sẽ phong tỏa quận tài chánh Hồng Kông cho đến khi nào Bắc Kinh chấp thuận đòi hỏi dân chủ. Mở họp báo, Lương Chấn Anh nói rằng quyết định của Quốc hội là quyết định đối với nguyên tắc bầu cử thị trưởng Hồng Kông vào năm 2017. Quyết định này không nhằm loại trừ người nào hay phe phái nào trong việc ra tranh cử. Hàng chục người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà nơi ông Lương Chấn Anh họp báo. Họ Lương nói thêm rằng Hồng Kông vẫn đang tiếp tục tiến đến phổ thông đầu phiếu, mỗi người một lá phiếu để bầu hành chánh trưởng là điều ông ta cảm thấy tự hào. Dân chúng Hồng Kông muốn tự do ứng cử và bầu cử thị trưởng, nhưng Bắc Kinh tuyên bố ứng cử viên phải do một ủy ban chỉ định và con số ứng cử viên chỉ giới hạn từ 2 cho đến 3 người. Những người được chỉ định chắc chắn là những người trung thành với Bắc Kinh.